Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chiếu màn hình điện thoại lên trên màn hình điện thoại của một thiết bị khác. Các bạn có thể thấy là ở trên bàn của mình đang có hai chiếc điện thoại sử dụng một cái hình nền cũng như là toàn bộ ứng dụng hoàn toàn giống nhau. Và khi mình truy cập vào màn hình điện thoại ở bên tay trái của mình thì lập tức màn hình điện thoại bên tay phải của mình sẽ hiển thị đầy đủ tất cả những cái nội dung mà chiếc điện thoại bên tay trái của mình đang hiển thị. Có nghĩa là các bạn hiểu một cách đơn giản là chiếc điện thoại bên tay trái của mình giống như một chiếc máy chiếu được trình chiếu toàn bộ những cái nội dung lên trên chiếc điện thoại bên tay phải của mình, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tính năng này để có thể theo dõi được màn hình điện thoại của vợ chồng hoặc người yêu các bạn, xem là vợ chồng hoặc người yêu các bạn là đi đâu, làm gì và nhắn tin với ai thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được thông qua cái tính năng này. Thì ở đây mình sẽ truy cập vào Facebook Messenger, và khi mà mình nhắn một cái tin nhắn cho ai đó thì toàn bộ những cái nội dung từ quá trình khi mình gõ cho đến khi mình gửi thì chiếc điện thoại bên tay phải của mình được hiển thị một cách đầy đủ. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể biết được là người yêu, vợ chồng các bạn nhắn tin cho ai. Và khi mà tương tự như thế, khi mà mình lướt Facebook thì chiếc màn hình bên tay phải của mình sẽ hiển thị toàn bộ những nội dung mà chiếc điện thoại bên tay trái của mình hiển thị. Và để làm được điều đó thì các bạn cùng theo dõi video của mình nha. Mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn cách làm. Đầu tiên thì mình sẽ tắt cái tính năng trình chiếu đi. Mình sẽ vào truy cập vào ứng dụng và mình nhấn vào nút nguồn để mình tắt cái tính năng trình chiếu đi. Và mình thoát ra ngoài. Thì các bạn sẽ truy cập vào Set Play cho mình, và các bạn tìm cho mình hai cái, các bạn tìm cho mình cái ứng dụng đây, các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng là có tên là A Power Mirror Screen. Và ở đây thì trên hai điện thoại của mình thì mình đều đã tải và nó có cái chữ mở ra. Thì các bạn lưu ý đây là một cái ứng dụng hoàn toàn miễn phí và chúng ta có thể dễ dàng tải được ở trên cả App Store và Set Play. Thì ở đây thì mình đang có một chiếc điện thoại iPhone nữa, và mình cũng sẽ truy cập vào App Store cho các bạn xem. Và mình sẽ tìm kiếm cái ứng dụng đó là AirPower. Đây. Đó, thì ở đây nó cũng có cái ứng dụng y hệt như trên Set Play, đó là AirPower Mirror. Có nghĩa là cái ứng dụng này nó hoàn toàn có thể tải được trên cả trên điện thoại Android lẫn trên điện thoại iPhone chạy iOS mà hoàn toàn miễn phí. Thì sau khi mà các bạn đã tải về trên hai chiếc điện thoại mà các bạn, một chiếc điện thoại mà các bạn muốn theo dõi và một chiếc điện thoại các bạn dùng để theo dõi, thì các bạn sẽ đồng thời mở hai cái ứng dụng này ra. Thì đây chính là giao diện ở bên trong hai cái ứng dụng được tải trên hai chiếc điện thoại Android của mình. Và mình giả sử là chiếc điện thoại bên tay trái của mình là điện thoại của người yêu, vợ mình mà mình muốn theo dõi màn hình, thì mình sẽ nhấn vào cái từ Mirror này. Sau đó thì mình sẽ tìm cái điện thoại bên tay phải của mình dùng để theo dõi, thì mình sẽ chờ và sau đó mình nhấn vào. Sau đó thì nó sẽ bắt đầu cho chúng ta cái tính năng trình chiếu và chúng ta sẽ nhấn vào bắt đầu ngay. Và ngay lập tức thì cái điện thoại bên tay phải của mình nó sẽ nhận lệnh và nó sẽ hiển thị luôn mà nó không cần phải hỏi chúng ta bất kỳ một cái gì. Và sau đó chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Và từ bây giờ thì chiếc điện thoại bên tay trái của mình làm cái gì, truy cập vào đâu, ví dụ như mình có thể mở Zalo, mình xem tin nhắn hoặc là mình nhắn tin cho ai đó, thì lập tức chiếc điện thoại bên tay phải của mình sẽ hiển thị tất cả những cái nội dung đó và mình hoàn toàn có thể đọc được một cách đậy rất là tự nhiên mà chúng ta không cần phải thao tác gì cả. Chúng ta chỉ để điện thoại bật. Và nếu mà các bạn muốn theo dõi, và khi mà chúng ta cài đặt như thế này thì chiếc điện thoại bên tay trái của mình là chiếc điện thoại mà có cái tính năng trình chiếu sang màn hình chiếc điện thoại bên tay phải, và chúng ta có thể sử dụng cái tính năng này để trình chiếu sang màn hình sang để theo dõi. Thì sau đó thì chúng ta hoàn toàn có thể giấu cái ứng dụng này vào một cái thư mục nào đó mà người yêu hoặc vợ chồng chúng ta không biết. Vậy thì trong quá trình sử dụng hàng ngày thì khi mà người yêu của chúng ta hoặc vợ chồng chúng ta truy cập vào những cái ứng dụng bình thường hoặc nhắn tin cho ai thì chiếc điện thoại bên tay phải chúng ta nó sẽ hiển thị một cách đầy đủ và nó sẽ biết được tất cả những cái nội dung mà người yêu hoặc vợ chồng chúng ta đã nhắn. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là theo dõi cũng như là kiểm soát được những cái nội dung đấy. Và video ngày hôm nay của mình xin dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.